Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Sự lệch pha trong ham muốn tình dục, làm thế nào để cân bằng. Bài viết này được viết bởi tác giả Ngân. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trong một thế giới lý tưởng, người ham muốn cao sẽ boom ba la boom với người có ham muốn cao, còn những người ham muốn thấp thì về chung một chuồng. Vì vậy sẽ chẳng có ai phải than vãn, sao anh ấy cứ đòi làm chuyện ấy mãi, ngày chắc chục lần. Sao bé người yêu cứ né tránh mỗi khi mình muốn gần gũi, cả tháng nay chắc chỉ có được một hai lần. Nhưng rất tiếc đời không phải là như mơ, đa phần chúng ta sẽ hẹn hò với những người có sự lệch pha trong ham muốn tình dục với mình. Nếu không sớm tìm ra cách giải quyết thì mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn có ham muốn cao nhưng bị từ chối liên tục sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn. Trong khi người ấy với ham muốn thấp hơn thì bị áp lực phải quan hệ và cảm thấy chán nản khi không thể đáp ứng được kỳ vọng của người yêu. Vậy trong trường hợp này, chúng ta nên làm gì để cân bằng mong muốn của hai bên? Trước tiên, hai bạn cần quán triệt tư tưởng. Chẳng có quy định tần suất quan hệ bao nhiêu là bình thường, hãy ngừng so sánh với các cặp đôi khác. Có một nghiên cứu cho thấy, nhiều người nghĩ rằng họ được làm tình nhiều hơn nhà hàng xóm thì chứng minh họ có đời sống tình dục mỹ mãn hơn. Mà chẳng cần nghiên cứu, bạn hãy tự hỏi chính mình xem chúng ta có xu hướng so sánh số lần quan hệ trong tuần với bạn bè hoặc là người khác hay không, để rồi đau đầu tự hỏi không biết tần suất quan hệ của mình có bình thường, có ít hơn các cặp khác hay không. Thực chất, việc so sánh là vô nghĩa bởi vì mỗi người có một mức độ ham muốn khác nhau. Và ham muốn cũng không phải đá tảng mà bất biến từ ngày này sang năm nọ. Chúng sẽ dao động lên xuống trong suốt cuộc đời của bạn bởi nhiều yếu tố như về hormone, thuốc thang, tình trạng sức khỏe, về thể chất hoặc tinh thần và vô vàn lý do khác. Thế nên lúc mới yêu, cả hai mới vồ vập vào nhau cả ngày lẫn đêm như đôi chim cu, nhưng đến một thời điểm nào đó lại bị lệch pha. Nàng muốn nhiều hơn, trong khi chàng thì hờ hững cũng là chuyện bình thường và phổ biến. Không chỉ hai bạn mà có đến 80% cặp vợ chồng từng trải qua điều này. Thay vì chăm sóc vào số lượng, bạn cần chú trọng đến chất lượng. Đừng mãi thi đua số lần với các cặp đôi khác, mà hãy tập trung vào những kết nối chất lượng khi thân mật với nhau. Làm ít mà chất và phê, còn hơn là á hự nhiều mà mệt mỏi cho có phải không các bạn? Tất nhiên, nếu tần suất hiện tại không đủ để thỏa mãn bạn được, thì bạn nên tìm cách để cân bằng giữa ham muốn của hai người. Và dưới đây là một số gợi ý. 1. Trao đổi với người ấy và đừng có đổ lỗi. Trong hầu hết vấn đề, giao tiếp chính là chìa khóa. Bước đầu tiên để giải quyết sự lệch pha trong ham muốn là hai bạn hãy thẳng thắn trao đổi với nhau. Tất nhiên, đây không phải là chủ đề dễ nói, vì nếu không khéo, một trong hai sẽ có cảm giác như bị đổ lỗi hoặc thấy xấu hổ, đặc biệt ở phía người có ham muốn thấp. Mấu chốt ở đây chính là sự cam kết ở lại và cùng nhau cố gắng cải thiện để cả hai đạt được điều mình muốn. Hãy luôn tâm niệm điều này để trao đổi một cách cởi mở, bày tỏ sự cảm thông và lắng nghe những gì đối phương nói. Nếu thấy khó khăn quá thì hai bạn có thể chuyển sang hình thức viết tin nhắn. 2. Tìm ra thời điểm hai bạn cảm thấy dễ hưng phấn. Chắc chắn khi bạn thấy kiệt sức hoặc tinh thần suy sụp thì chẳng còn lòng dạ nào để mà boom ba la boom. Mỗi chúng ta sẽ có một thời điểm mà năng lượng dồi dào và dễ hưng phấn nhất. Ví dụ nam giới thì hay nắng và sáng sớm, nữ thì gần tới ngày rụng râu. Vì vậy, hai bạn hãy viết ra những lúc mà mình cảm thấy sung nhất, rồi điều chỉnh để thống nhất thời điểm thích hợp cho cả hai bên. Khi năng lượng của hai bạn đạt ở mức cao nhất mà va vào nhau thì bạn có thể cảm thấy một vụ nổ Big Bang ở trên giường. 3. Nhờ sự hỗ trợ của thẩm du. Nhiều người nghĩ có người yêu mà còn thẩm du thì không được hay ho cho lắm. Nhưng khi hai bạn bị lệch pha, một người không có tâm trạng để làm tình thì có thể dùng thẩm du để giúp người kia thỏa mãn nhu cầu. Đây cũng là một cách để cân bằng ham muốn của cả hai. Bạn đừng nghĩ thẩm du là hành động một mình. Bạn hoàn toàn có thể thẩm du cho người ấy, biến nó thành một sự giao tiếp bằng ánh mắt, những cái vuốt ve thân mật và vẫn duy trì kết nối tình dục trong khi đáp ứng được nhu cầu của người ấy. 4. Cân nhắc đến nguyên nhân lệch pha do vấn đề về sức khỏe. Mức độ ham muốn của hai bạn khác nhau không có nghĩa là một trong hai có gì đó không ổn, nhưng cũng không nên loại trừ nguyên nhân này. Thuốc men,
căng thẳng hay những áp lực quá lớn trong cuộc sống có thể gây tàn phá mức độ ham muốn. Với nam giới, stress và một số loại thuốc có thể gây ra rối loạn cương dương bằng cách can thiệp vào nồng độ hormone, nên anh ấy từ chối làm tình không hẳn là vì không có ham muốn, mà là vì do không thể lên được. Với nữ giới, một số người sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết, thuốc tránh thai, miếng dán tránh thai, que cấy tránh thai, đặt vòng có thể bị giảm ham muốn, mang thai và mãn kinh có thể làm thay đổi ham muốn ở họ. Đối với cả hai giới, một số loại thuốc chống trầm cảm được biết đến là tác nhân gây rối loạn chức năng tình dục. Nếu bạn nghi ngờ mình gặp phải một trong những tình trạng trên, thì nên đi đến gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị sớm. 5. Hãy nghĩ thoáng hơn, đôi khi cái ôm ấp vuốt ve sẽ làm bạn thỏa mãn hơn là làm tình. Nếu cứ chăm chăm quá nhiều vào tình dục, thì vô tình hai bạn đang gây ra những áp lực không cần thiết. Ngoài làm tình, chúng ta có thể làm nhiều cách khác để tạo khoái cảm cho nhau cơ mà. Bạn từng cảm thấy nổi da gà khi ngón tay người ấy khẽ khàng vuốt ve làn da của bạn hay chưa? Một cái ôm thật chặt, một nụ hôn sâu kiểu Pháp cũng có thể giúp hai bạn cảm thấy thỏa mãn hơn. Dần ra, những hành động âu yếm nho nhỏ này nếu làm thường xuyên sẽ khơi dậy ham muốn tình dục. Như một ai đó đã nói, con đường dẫn đến quan hệ thường xuyên hơn bắt đầu bằng màn dạo đầu, trêu ghẹo nhau, âu yếm trước khi là một cuộc đậm sâu. Chốt lại, sự lệch pha trong ham muốn tình dục là một điều rất phổ biến. Để hòa hợp được thì hai bạn cần một chặng đường dài của sự trao đổi, cảm thông và sẵn sàng thỏa hiệp với nhau. Nhưng miễn là tình yêu của hai bạn đủ lớn thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua được thôi, phải không nào? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!